Bình Dương là miền đất giàu truyền thống cách mạng. Trong kháng chiến, Bình Dương là địa bàn quan trọng trong chiến lược quân sự, là căn cứ địa quan trọng của cách mạng. Chiến khu đây đi vào lịch sử Bình Dương và cả nước như một huyền thoại về bảo vệ lực lượng kháng chiến trong chiến tranh, được hình thành sau hội nghị cán bộ quân sự tháng 2 năm 1946. Chiến khu đây là một trong những hậu phương trực tiếp tại chỗ của chiến trường Nam Bộ và khu 7. Tên gọi chiến khu đây gắn liền với những chiến thắng vang dội trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của quân và dân miền Đông Nam Bộ. Sự tồn tại và phát triển của chiến khu D trong hai cuộc kháng chiến góp phần làm nên truyền thống miền Đông gian nam mà anh dũng và nỗi ám ảnh kinh hoàng của kẻ thù. Chiến khu D còn, Sài Gòn mất. Danh từ chiến khu D với nội dung lịch sử và những bài học kinh nghiệm của nó thì không hề mất đi mà còn lại mãi mãi. Tên gọi chiến khu D có nhiều cách giải thích. D là chữ cái đầu phía tắt địa danh đất Cúc, nơi bộ đội Huỳnh Văn Nghệ khởi cứ điểm đầu tiên, tập hợp lực lượng, mở trại huấn luyện ngay trong ngày đầu kháng chiến. Đây là chữ viết tắt của chiến khu Đồng Nai, chiến khu miền Đông, chiến khu đầu tiên. Thời kỳ 9 năm kháng chiến chống Pháp, địa điểm chiến khu đây được hình thành khởi đầu chủ yếu từ hạt nhân năm xã Tân Hòa, Mỹ Lộc, Tân Tịch, Thường Lan, Lạc An thuộc quận Tân Uyên, tỉnh Biên Hòa, nay thuộc Bình Dương. Với những ưu điểm về mặt tự nhiên, chiến khu đây có một vị trí quân sự đặc biệt quan trọng. Ngoài truyền thống chung của dân tộc, nhân dân ở vùng chiến khu đây còn có những nét truyền thống riêng như đặc điểm riêng về kinh tế, xã hội, lịch sử quy định. Đó là lòng tin sắt đá và lẽ phải và ý chí kiên cường, sẵn sàng xả thân bảo vệ niềm tin. Đó là tinh thần thượng võ, tự do phóng khoáng, nghĩa hiệp đầy khí phách và rất giàu lòng yêu thương nhân hậu, tương trợ đùm bọc lẫn nhau. Đó là sự đam mê, kiên nhẫn và sáng tạo trong lao động, sản xuất, tinh thần chịu đựng gian khổ, khắc phục hoàn cảnh để tồn tại và vươn lên không ngừng. Chiến khu D với quá trình xây dựng, phát triển và chiến đấu suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã lập nên những chiến công vẻ vang mãi mãi và là niềm tự hào của quân dân miền Nam nói chung, quân dân miền Đông Nam Bộ nói riêng. Chiến khu D gắn với cái tên người anh hùng Huỳnh Văn Nghệ, Nguyễn Bình là phái viên quân sự trung ương thời kỳ đó. Huỳnh Văn Nghệ từng phổ, từ độ mang gươm đi mở cõi, trời Nam thương nhớ đất Thăng Long. Sau hơn 30 năm thống nhất đất nước, chiến khu D trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm là chiến trường căn cứ địa cách mạng vững chắc. Giờ đây là một vùng đất sôi nổi với những cánh đồng lúa ven sông, những nông trường cao su trải rộng, những lâm trường bạt ngàn, những nhà máy và những công trình thủy điện. Hàng vạn đồng bào từ các nơi trên mọi miền đất nước đã về đây xây dựng những trung tâm kinh tế mới. Dấu tích của một căn cứ kháng chiến tồn tại trong gần 1/3 thế kỷ đang dần mờ nhạt trước những chuyển đổi nhanh của cuộc sống mới. Với ý nghĩa lịch sử, tầm vóc và sự đóng góp của chiến khu D qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, ngày 11 tháng 5 năm 2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng chiến khu D là di tích lịch sử cấp quốc gia. Năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đầu tư kinh phí xây dựng công trình khu tưởng niệm chiến khu D tại địa bàn xã Đức Cốt, huyện Bắc Tân Uyên. Với các thế hệ đi sau, đặc biệt là tuổi trẻ, lịch sử oai hùng của vùng đất chiến khu D mãi là niềm tự hào để mỗi khi có dịp đến thăm, tìm hiểu về vùng đất lịch sử này, họ sẽ khắc sâu thêm lòng tự hào dân tộc để tiếp tục có sức phấn đấu trong lao động và học tập, góp phần tích cực vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng phát triển hơn.